Chelsea đã tìm lại cảm giác chiến thắng trước Leeds United vào cuối tuần qua trong khuôn khổ vòng 26 giải Ngoại hạng anh, anh, nhưng đó chưa phải là dấu mốc cho sự hồi sinh. Dù thế nào thì mùa giải của Chelsea cũng sẽ sớm khép lại nếu họ có thể đánh bại Dortmund tại Stamford Bridge trong khuôn khổ lượt về của Cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá nơi cập nhật những thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Giờ đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định, dự đoán soi kèo trận đấu giữa Chelsea và Dortmund trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League mùa giải 2022-2023. Trận đấu giữa Chelsea và Dortmund diễn ra vào lúc 3 giờ ngày ngày 8 tháng 3 năm 2023 trên sân vận động Southport tại thủ đô London, nước Anh. Cuối tuần qua, Chelsea vừa cắt đứt chuỗi trận nghèo nàn của mình bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trong cuộc đón tiếp Leeds United ở vòng 26 Premier League. Nên nhớ là trước đó Chelsea chỉ biết hòa và thua ở 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Hiện tại thì chỉ còn mục tiêu tại UEFA Champions League khi mà cơ hội để họ cạnh tranh một suất trong top 4 tại Premier League là không khả quan và họ đang kém vị trí thứ tư của Tottenham Hotspur tới 11 điểm. Tại vòng bảng UEFA Champions League mùa giải năm nay, thì đội chủ sân Sanford đã chơi tốt khi giành vị trí nhất bảng, trong đó họ toàn thắng cả 4 lượt trận cuối. Trong khi đó, về phía đội khách Dortmund, họ giành vị trí thứ hai trong một bảng đấu có sự hiện diện của Manchester City được cho là thành công. Trong đó họ từng cầm hòa nhà đương kim vô địch Premier League ở trận lượt về trên sân nhà, cho dù từng thua 1-2 ở lượt đi tại Etihad. Tại Bundesliga thì lúc này Dortmund đang bay cao khi đang có cùng 49 điểm so với đội dẫn đầu là Bayern Munich nhưng xếp sau do kém chỉ số phụ. Phong độ gần đây của đội bóng áo vàng, vàng đen là cực kỳ ấn tượng khi toàn thắng cả 10 trận trên mọi đấu trường kể từ sau vòng chung kết World Cup đến nay. Theo các nhà cái châu Á, nếu như Chelsea đang trải qua chuỗi trận cực kỳ hào nàn và không thắng kèo ở 6 trận gần đây thì Dortmund họ lại đang cho thấy một sự hiệu quả về phong độ cực kỳ ổn định kể từ sau vòng chung kết World Cup. Cụ thể là kể từ đó đến nay, đại diện Bundesliga đã thi đấu tổng cộng 10 trận, bao gồm 8 trận tại Bundesliga, 1 trận tại Cúp Quốc gia và 1 trận ở lượt đi và 1 tám UEFA Champions League. Kết quả là họ toàn thắng cả 10 trận, qua đó thắng kèo cả 10 trận này. Vì thế, dù làm khách, nhưng niềm tin vào một chiến thắng dành cho đại diện nước Đức là rất lớn. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Chelsea và Dortmund, một trong những thất vọng lớn nhất của Chelsea chính là sự kém hiệu quả mặt trận tấn công trong mùa giải năm nay. Bằng chứng là 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chưa từng ghi nhiều hơn một bàn. Thậm chí 7 trong số đó là những trận tịt ngòi. Hiện tại thì đội chủ sân Stamford Bridge đang có hiệu suất ghi bàn kém nhất trong top 10 tại Premier League mùa giải năm nay khi mới có 24 lần nổ súng sau 25 trận, trong đó chỉ ghi hai bàn trong 5 trận sân nhà gần đây. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Chelsea và Dortmund sẽ không có nhiều bàn thắng được ghi. Theo các nhà cái châu Âu, dù chỉ để thua tối thiểu 0-1 ở trận lượt đi trên sân khách, nhưng với phong độ hiện tại, rất khó để Chelsea có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng khi mà Dortmund đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng. Nên nhớ Dortmund đang có thành tích ngang bằng với Bayern Munich tại Bundesliga và sở hữu phong độ và sự hiệu quả tốt hơn so với hùng xám trong thời gian gần đây. Vì thế rất khó để The có thể đánh bại đại diện nước Đức dù cho họ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge ở trận đấu này. Trong số 10 trận toàn thắng vừa qua của Dortmund, đáng nói là họ thường vùi dập Facebook 5-1, thắng cách biệt Bayer Leverkusen trên sân khách và gần nhất là vượt qua đối thủ đáng gờm RB Leipzig. Qua đó, cùng với Bayer Munich đang tạo ra cuộc đua song mã tại Bundesliga. Trong khi đó, áp lực dành cho Chelsea là rất lớn. Nếu như bị loại sân chơi UEFA Champions League thì chiếc ghế của Poster khó thể giữ lại. Vì vậy, nhiều khả năng Borussia Dortmund sẽ thủ hòa để đảm bảo hành quả và giành vé đi tiếp. Được biết trận đấu giữa Chelsea và Dortmund trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023. Theo bạn giữa Chelsea và Dortmund đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.